Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 2 của năm 2018. Đầu chương trình thì chúng ta có nói về cái vấn đề mà cái chuyện nó đang biến chuyển bây giờ trên Quốc hội, là bây giờ bên Thượng nghị viện thì người ta bắt đầu đưa ra những cái dự luật, những cái sự giới thiệu của dự luật để tranh luận. Từ đây cho tới 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái sự tranh luận, sự đề bậy nói về cái vấn đề thay đổi cái mặt luật di trú. Và chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái amendment, là cái bổ sung cho cái dự luật mà người ta giới thiệu. Rồi sau đó thì có những cái vote cho những cái amendment và cái dự luật đó. Bên Hạ viện thì đã bắt đầu, đằng sau đã bắt đầu làm việc rồi. Thì căn cứ vào cái kết quả bên Thượng nghị viện thì chúng ta sẽ đi qua bên Hạ viện để xem nó như thế nào. Rất là có thể từ đây cho tới ngày 5 tháng 3 thì chúng ta có thể có cái đạo luật để bảo vệ những em này, hoặc là có thêm cái đạo luật để thay đổi cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì đây là lần đầu tiên bên cái vai chức của chủ tịch của bên Thượng nghị viện, đó là ông Mitch McConnell, đưa ra cái hình thức như thế này. Thường thường nếu mà bên Thượng nghị viện người ta làm việc thì người ta đã coi xem đã có đầy đủ cái chi phiếu, cái vote để cho cái dự luật người ta sắp sửa giới thiệu không. Đây nó khác. Nó khác là ông ta mở rộng cái floor của bên Thượng nghị viện để cho người ta giới thiệu bổ sung vào. Đó. Kết quả thì mình không biết, nó unpredictable. Mình không biết ai ủng hộ như thế nào, hoặc là cái amendment này sẽ đi như thế nào. Và đa số tất cả những cái bổ sung, cái amendment cho bên Thượng nghị viện đòi hỏi cái 60 cái vote của bên Thượng nghị sĩ lận. Thì cái đó là cái chuyện mà đang xảy ra cho tới khoảng 2 tuần nữa. Thì cái này nó xảy ra là tại vì cái lời hứa của ông ta khi mà chính phủ bị shutdown vào ngày 19 tây của tháng 1 của năm 2018. Thì ông ta hứa nếu mà chấm dứt cái sự shutdown của chính phủ ngày 19 tây tháng 1 thì ông ta sẽ cho cái cơ hội để giới thiệu, để tranh luận, để bầu cử cho cái vấn đề để thay đổi cái mặt luật di trú. Thì bắt đầu ngày hôm nay, chiều nay cho tới 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề đó. Khi có bất cứ cái gì thì Tuấn sẽ trình bày trong cái luật di trú và nhập tịch. Và bây giờ cho Tuấn tiếp tục mời quý vị qua đường dây điện thoại. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời chú Hào ở Bedford, Massachusetts. Xin mời chú Hào lên tiếng đi ạ. Mời ông Hào ở Bedford. Dạ vâng, chào ông. Tôi nghe ông ạ. Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi bảo lãnh con trai tôi, 21 tuổi và có gia đình, nộp hồ sơ vào năm 2015. Thì hỏi bao nhiêu năm là được approve. Mà nếu tổng thống Trump có ký cái luật di trú thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ không? Dạ vâng. Cảm ơn chú Hào rất là nhiều. Và chú có thể cúp điện thoại cho tôi và nó đầy đủ chi tiết để cho tôi trả lời cho chú. Cảm ơn chú đã vặn nhỏ cái TV xuống. Chú Hào, đây là hồ sơ bảo lãnh cho con đã lập gia đình là ưu tiên 3 nộp vào năm 2015. Nó rất là khó để đoán được là khi nào cái hồ sơ này được chấp thuận chú. Tại vì cho dù chấp thuận nữa vẫn phải chờ rất là lâu. Tại vì hồ sơ bảo lãnh cho con đã lập gia đình nó khoảng 11-12 năm trở lên. Cho nên nếu mà tôi phải đoán khi nào nó chấp thuận thì nó từ 6 tháng cho tới 6-7 năm nó mới chấp thuận lực. Cho dù chấp thuận bây giờ hoặc là mấy năm sau, cái thứ tự của cái hồ sơ này, cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ này theo mặt luật vẫn là tính năm 2015. Còn riêng cái câu hỏi, chú hỏi phần 2 của cái câu hỏi, thì cái câu hỏi nó rất là tốt cho cái vấn đề đề tài ngày hôm nay mình nói, là nếu mà có những cái hồ sơ này trước khi cái mặt luật mà thay đổi thì cái kết quả nó như thế nào. Thì Tuấn có thể nói quý vị rằng là đa số khi mà cái luật nó cho người ta cái benefit, hoặc là tiếp tục cho người ta cái benefit giống như là được đoàn tụ gia đình, thì cái luật nó không có ảnh hưởng cứ hồi lại, trở lại cái thời gian quá khứ, mà nó chỉ tiếp tục từ ngày đó cho sau đi thôi. Cho nên giả sử đi, giả sử thôi, mình nói tháng 4 có cái luật mới đi, thì nó chỉ ảnh hưởng những hồ sơ từ tháng 4 trở đi thôi, chứ nó không ảnh hưởng hồ sơ trước đây. Cho nên nếu mà cái luật nó có thay đổi hồ sơ của chú Hào năm 2015, tôi nghĩ rằng sẽ được tiếp tục. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chú Tham. Chú Tham ở Massachusetts, xin mời chú lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ, xin mời lên tiếng đi ông ạ. Chào luật sư, cho hỏi về cái di trú của
Dạ vâng. Mà cho chú xịt đó. Dạ vâng, mời ông đi thẳng vào vấn đề đi ông ạ. À, con có quốc tịch rồi mà cho con hỏi cái luật di trú bây giờ bỏ lạnh anh đang có thay đổi gì không luật sư? Dạ vâng, ngoài câu hỏi này còn câu hỏi gì khác cho Tuấn không? Còn không, câu... không có gì thay đổi. Dạ vâng. Nếu mà không còn câu hỏi thì cảm ơn ông rất là nhiều. À, thưa ông, hồ sơ anh chị em, hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, hồ sơ bảo lãnh cho con lớn tuổi và có gia đình nếu mà đủ điều kiện vẫn tiếp tục bình thường, vẫn tiếp tục bình thường. À, trong thời gian kế tiếp thì mình chưa biết sao, nhưng mà hồ sơ về vẫn nộp được và sở y chú vẫn nhận. À, cảm ơn ông rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chú Phước ở Tampa, Florida. Xin mời chú Phước ở Tampa, Florida lên tiếng đi chú Phước. Yeah. Dạ vâng, mời ông vặn nhỏ cái TV đi ông ạ, và nói chuyện trực tiếp qua điện thoại đi ông ạ. Hello. Dạ vâng, mời ông Phước ạ, vặn nhỏ cái TV xuống và nói chuyện qua điện thoại đi. Dạ, dạ, tôi chuẩn bị rồi. Dạ, ông đang trực tiếp với tôi đó, vặn nhỏ cái TV xuống. Hello. Đi. Dạ vâng, tôi nghe. Hello, xin chào luật sư Tuấn. Dạ vâng, mời ông trình bày. Dạ vâng. Mời ông trình bày đi ông Phước. Xin chào luật sư Tuấn, tôi tên Phước. Dạ vâng, tôi nghe ông ạ. Dạ. Tôi có quốc tịch rồi và bảo lãnh con. Hello. Tôi nghe ông Phước ạ. À. Okay. Dạ, tôi bảo lãnh con tôi có gia đình. Ông dạ, Phước. Tôi bảo lãnh con tôi có gia đình, tôi có quốc tịch. Tôi bảo lãnh hồi tháng 3 2006. Xin hỏi luật sư là cái thời hạn nào mà nó tới tới hạn để nộp hồ sơ bổ túc? Dạ vâng. À, thưa ông còn câu hỏi gì cho tôi nữa không ông Phước? Thưa ông ạ, à, ông còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mà ông không còn câu hỏi thì dạ vâng. Ông Phước à, cảm ơn ông rất là nhiều để cho Tuấn nhắc nhở. Cái này nó rất là quan trọng để giúp cho Tuấn nha. Khi gọi vào rồi, làm ơn tắt cái TV đi. Nói chuyện bình thường qua điện thoại với Tuấn đi. À, thưa ông Phước, à, hồ sơ bảo lãnh cho con để lập gia đình thì nó bắt đầu nó đi tới vào tháng 12 của năm 2005. Tháng 12 của năm 2005. À, cho nên nếu mà cái visa bulletin để cho hồ sơ thì không biết cái này có đúng hay không, tại tôi sợ cái này sai chờ tôi một tí. Là tháng 2 thì nó là ngày 15 tây tháng 11 của năm 2015. Tháng 3 thì cái ngày đáo hạn cho cái hồ sơ con đã lập gia đình là ngày 15 tây của tháng 12 của năm 2005. Ngày 15 tây tháng 12 năm 2005. À, thưa quý vị, bây giờ mình đi thẳng vào cái visa bulletin đi quý vị. À, Tuấn có cái visa bulletin mới ra ngày hôm nay thôi là cho tháng 3 của năm 2018. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2018. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 3 năm 2018. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2011. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2016. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2011. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2005. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 8 năm 2004. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 3 năm 2018. Thưa quý vị, à, vừa rồi là quý vị thấy là cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2018. À, thì Tuấn rất là ngạc nhiên là cái ưu tiên 3 nó nhảy gần một tháng lận. À, đúng một tháng luôn, ngày 15 tây tháng 11 của năm 2005. Cho tới ngày 15 tây tháng 12 của năm 2005 luôn. À, nếu vậy đó thì coi chừng cái ưu tiên 3 nó nhảy lên như vậy thì có thể nó đứng yên một thời gian mấy tháng sau. Đó. À, và
Tuấn nói như vậy tại vì cái ngày chuẩn bị nộp hồ sơ đó, người ta không có move cái ngày đó lên. Người ta vẫn để cái là tháng 12 của năm 2005. Cho nên nếu mà ưu tiên 3 vẫn chuẩn bị hồ sơ cho tháng 12 năm 2005 và bây giờ người ta bắt đầu phỏng vấn tháng 12 của năm 2005, nghĩa rằng là người ta ước lượng là cái hồ sơ nó sẽ đứng yên vào tháng 12 năm 2005 một thời gian. Và trở lại đường dây điện thoại, số điện thoại để mời quý vị gọi vào là 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Trên đường dây tại thành phố Garland gần Dallas, cho Tuấn xin mời anh Quốc. Anh Quốc mời anh vào lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, chào anh Quốc. Cảm ơn anh, và anh có câu hỏi, có thắc mắc gì cho tôi ạ? Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi mới có quốc tịch á, thì tôi có nên làm đơn N-400 cho con tôi đi thi viên thể hay là làm passport? Cho Tuấn chỉnh anh Quốc liền nha, nó không phải là hồ sơ N-400 cho đứa con nha, nó là hồ sơ N-600 để cho con có quốc tịch theo cha nha, con có quốc tịch theo cha. Cho Tuấn hỏi vài chi tiết thôi, cháu nó bây giờ bao nhiêu tuổi về anh Quốc? Dạ, con tôi dưới 18 tuổi. Dạ vâng, đang sống chung với anh và có thẻ xanh phải không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ vâng, và cháu là con trong gia thú phải không anh Quốc? Dạ đúng. Dạ vâng. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều và Tuấn sẽ cố gắng hết mình trả lời cho anh Quốc. Câu trả lời cho anh Quốc là như thế này, là nếu mà cháu nó không cần đi đâu gấp, giả sử đi về Việt Nam đi, thì đừng có làm hộ chiếu mà làm cái chứng chỉ quốc tịch cho cháu. Cái chứng chỉ quốc tịch cho cháu là N-600. Cái chi phí nó nặng nha. Cái chi phí cho sở hữu N-600 là 1.170 đồng. Cần làm cái đó tại sao? Tại vì khi cháu nó lớn, cháu nó cần bằng lái xe hoặc là đi học để xin tiền financial aid với trường đại học, thì nhiều khi cái mấy cái chỗ đó nó muốn cái chứng chỉ quốc tịch chứ nó không có muốn cái passport. Cho dù cái passport nó có giá trị giống như cái chứng chỉ quốc tịch, nhưng mà mấy cái cơ quan giống như cơ quan quân đội lại đòi hỏi cái chứng chỉ quốc tịch. Cho nên làm cái chứng chỉ quốc tịch N-600, rồi sau đó với xin cái hộ chiếu thì nó đã tốn tiền thêm 1 tỷ. Còn nếu mà bất đắc dĩ cần đi đâu gấp thì làm cả hai cùng một lúc hết. Cả hai đều là chứng minh được là công dân Hoa Kỳ. Chỉ có một cái là vừa chứng minh Hoa Kỳ và được rời khỏi nước Mỹ với cái hộ chiếu Hoa Kỳ thôi. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua tiểu bang Alabama. Đó là chị Thuận. Xin mời chị Thuận lên tiếng đi ạ. Dạ. Chị Thuận ở Alabama, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Chị Thuận, dạ, cho tôi hỏi chị đang ở thành phố nào ở bên Alabama vậy chị? Dạ. Chị đang ở thành phố nào vậy chị? Dạ. Chị đang ở thành phố nào? Thành phố nào bên Alabama, tiểu bang? Thành phố là Alabama, Mobile. Mobile, Alabama. Welcome cho cái chương trình. Dạ. Chị có câu hỏi và thắc mắc gì cho tôi trả lời cho chị ạ? Dạ. Cô trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc đi cô Thuận ạ. Tôi xin hỏi sao ra kiểu như tôi đã lãnh cho gia đình con gái 2006, hai thằng con trai và hai chồng. Nhưng mà hiện bây giờ là thằng lớn nó có vợ có chồng rồi. Thì bây giờ nếu mà ấy thì phải làm, nếu mà đây gần đây thì mình sẽ làm sao tôi. Dạ vâng, cô Thuận ha, cô trình bày nó không rõ ràng, để cho tôi giúp cho cô. Cô bảo lãnh cho mấy đứa con ở Việt Nam, cho hai đứa con trai hay là một đứa con gái, cho mấy đứa con ở Việt Nam? Dạ, một gia đình con gái. Dạ vâng, dạ vâng. Tháng mấy của năm 2006 cô Thuận? Dạ, tháng 9 năm 2006. Dạ vâng, và hồ sơ này đã được chấp thuận hồi nào về cô Thuận? Dạ. Chấp thuận hồi nào? Sau đó 1 năm, sau đó 2 năm, 3 năm, bao lâu nó chấp thuận cô Thuận? 2010 á. Dạ vâng. Rồi đứa con gái có mấy đứa cháu ngoại, có mấy đứa con? Dạ, có 2 đứa. Dạ vâng, 2 đứa cháu ngoại bây giờ trên hay dưới 21 tuổi vậy cô Thuận? Dạ, còn một thằng thì trên 21 tuổi là nó có vợ, có gia đình. Dạ vâng. Còn một thằng 19 tuổi. Dạ vâng. Ok. Thưa cô Thuận, cảm ơn cô rất là nhiều và bây giờ tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. Đầu tiên, ưu tiên 3 thì bây giờ nó tới tháng 12 của năm 2005, hồ sơ của cô tháng 9 của năm 2006,
Nếu mà tôi phải phỏng đoán thì nó còn khoảng 18 cho tới 24 tháng nữa, khoảng một năm rưỡi cho tới 2 năm chị. À, cái đó đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó, đứa cháu ngoại 19 tuổi thì cái cơ hội cháu nó ăn theo ba mẹ cháu nó rất là cao. Tại vì ăn theo là 21 tuổi cộng thêm cái đạo luật bảo vệ trẻ em là CISPA. Mà CISPA trong cái tình trạng này được cộng ít nhất là 3-4 năm. Mà bây giờ cháu nó mới 19 tuổi, mình phỏng tính là khoảng 18 cho tới 24 tháng thì cháu nó được phỏng vấn. Cho nên cháu nó ăn theo cơ hội rất là cao. Nhưng mà cái quan trọng là bắt buộc cháu nó phải độc thân. Còn người lợi, cái đứa lớn thì mình không có nói bao nhiêu tuổi, tại vì cháu nó đã đi lập gia đình rồi. Con ăn theo ba mẹ phải độc thân, cho nên nếu mà cháu lập gia đình rồi thì cháu nó không được ăn theo. Cảm ơn cô Thuận ở Mobile Alabama rất là nhiều. Và bây giờ trở lại với thành phố Houston, mời cô Phượng. Cô Phượng ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô Phượng. Cô Phượng ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô. Đây là cái chương trình luật di trú và nhập tịch luật sư Tuấn ạ. Mời cô Phượng lên tiếng đi cô. Dạ vâng, mời cô ạ. Chào cô. Cô có câu hỏi và thắc mắc gì để cho tôi giúp trả lời cho cô ạ? Dạ, tôi muốn hỏi đó. Mời cô ạ. Dạ, tôi muốn hỏi tôi có bảo lãnh. Xin lỗi cô Phượng, tôi không nghe cô bảo lãnh cho ai cô. Tôi có bảo lãnh đứa con gái hồi năm 2006. Và trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, nó có sanh một đứa con. Cháu nó có chồng không ạ? Cô Phượng à, đứa con gái bên Việt Nam có chồng không và vẫn còn chồng hay không? Có. Dạ, nó có gia đình, nó có chồng với một đứa con bây giờ 18 tuổi. Dạ vâng. À, cho tôi hỏi, bây giờ có thêm một đứa con phải không ạ? Dạ, bây giờ nó có thêm một đứa con được 6 tuổi. Dạ vâng. Thì cái thắc mắc của cô Phượng là gì? Dạ vâng. Dạ. Mời cô ạ. Cái thắc mắc của cô là gì? Okay. Thắc mắc là khi mà cái hồ sơ nó tới để làm cái giấy bảo trợ đó thì có bị đình lại không? Cái luật sư tại nó có thêm một đứa con. Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều và cô có thể cúp điện thoại được ạ. À, cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng khi được gọi vào rồi thì quý vị cứ nói chuyện bình thường qua điện thoại thôi. À, tất cả nó qua điện thoại hết chứ không phải qua TV đâu. Tại TV nó không có cái điện thoại đâu. À, thưa cô, hồ sơ này năm 2006 cô bảo lãnh cho con gái đã lập gia đình thì nó cũng rơi vào ưu tiên 3 giống như là những người gọi trước cô thôi. Thì cái hồ sơ này nó khoảng 18 tháng cho tới 24 tháng nếu mà hồ sơ cô năm 2006. À, bây giờ đứa con gái Việt Nam có thêm đứa cháu ngoại nữa. Cô cần bổ túc nha. Bổ túc nó không có chậm trễ cái hồ sơ. Bổ túc nó không có chậm trễ hồ sơ. Người con gái có chồng là ưu tiên 3, có chồng có 2 đứa con cũng là ưu tiên 3, có chồng có 10 đứa con cũng là ưu tiên 3. Cho nên khi có cần bổ túc vào cho cháu để sau này cái trung tâm visa yêu cầu đóng tiền thì đóng tiền hết cho những người mà có quyền được đi. À, cho nên khi mình bổ túc như vậy nó không có chậm trễ các hồ sơ nha, mà cần bổ túc liền. Bổ túc cho ai? Bổ túc cho trung tâm visa. À, cảm ơn cô Phượng rất là nhiều. À, chúng ta chỉ còn khoảng 60 giây cho tới 90 giây thôi. Thì cho Tuấn nhắc nhở cái chuyện gì đang xảy ra trên Quốc hội ha. Thì bên Thượng nghị viện, Quốc hội có hai bên Thượng nghị viện và Hạ viện. Thì bên Thượng nghị viện thì bây giờ giống như cái lời hứa của ông ta là ông ta mở cái floor, là mở cái cửa ra để cho hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ giới thiệu những cái dự luật để bảo vệ những em DACA và thay đổi cái mặt luật di trú và cho cái cơ hội bổ sung vào những cái dự luật đó. Thì mình không biết là con số bổ sung người ta hạn chế mỗi bên được bao nhiêu. Đó. Thì cái cơ hội này thì người ta có thể bầu vào, người ta vote vào. Và nếu mà vote cho cái mặt luật đó, bên Thượng nghị viện đó, thì thường thường cần 60 cái vote với thông qua được cái bên Thượng nghị viện. Còn bên Hạ viện đó là chúng ta có giám đốc của ban
ban điều hành, đó là ông John Kelly, và chúng ta có Bộ trưởng Bộ Nội an Christian Nielsen đã làm việc với bên Hạ viện để thương lượng những cái dự luật đó. Thì hai bên đang thương lượng luôn, thì chúng ta có thể xảy ra là thời gian từ đây cho tới ngày mùng 5 tây tháng 3 hoặc sau đó là có cái cơ hội có cái thay đổi trên mặt luật di trú, nhưng mà cái đó cũng chưa chắc được nữa. Đó, thì bây giờ nó đang xảy ra trong bên Quốc hội. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Huy Tuấn xin chúc quý vị một năm mới an khang, đầy đủ sức khỏe hết, và rất là nhiều bình an cho quý vị, và mau sớm đoàn tụ gia đình với quý vị. Xin kính chúc quý vị một năm mới, và xin tạm hẹn quý vị vào lần sau.